Tyson Fury, Dillian Whyte chiến thắng để bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại boxing thế giới. Có một sự thật không thể chối cãi, đó là sau khi có 2 lần đánh bại Deontay Wilder hồi năm ngoái, Tyson Fury đã kết thúc một trong những kèo hay nhất trong lịch sử hạng nặng. Kết quả này giúp Fury khẳng định vị trí số 1 tại hạng cân dành cho những người khổng lồ của thế giới. Vào thời điểm hiện tại, Fury mới chỉ có trong tay 1 trên tổng số 4 chiếc đai lớn. Dù vậy, điều đó không quá quan trọng. Với sự chứng lại của Anthony Joshua, Fury trở thành lá cờ đầu, đại diện cho một thế hệ vận động viên tài năng mới hậu triều đại của anh em nhà Klitschko. Thực tế thì vương triều của vua Gigan đã bắt đầu từ năm 2015 khi tay đấm sinh năm 1988 giành chiến thắng bất ngờ trước Vladimir Klitschko để bỏ túi đai WBA, IBF và WBO. Tuy nhiên, những vấn đề tâm lý cộng với những rắc rối khác bên ngoài sàn đấu khiến cho Fury từ bỏ tất cả các danh hiệu này mà chưa kịp lên đài để bảo vệ chúng. Fury thì tạm nghỉ, Anthony Joshua cùng với Wilder vươn lên để thống trị. Tuy nhiên, khi trở lại vào 2018, Fury không mất nhiều thời gian để lập lại trật tự, thắng Wilder với tổng tỷ số 2-0-1. Cùng với việc Joshua mất phong độ thì Fury giờ đã trở thành mục tiêu nhắm tới của tất cả các tay đấm hạng nặng trên thế giới. Từ chỗ sở hữu trọng lượng lên tới 180 kg và từng nghĩ tới chuyện tự tử, Fury xỏ găng trở lại, lầm lũi có lần thứ 2 bước lên đỉnh thế giới, một hành trình đáng tự hào dành cho vua Gigan. Các chuyên gia cho rằng Fury là nhà vô địch đặc biệt, chưa từng có cái tên tương tự trong lịch sử boxing thế giới, và vì thế Fury nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ. Hơn 90.000 fan đã có mặt tại Wembley để theo dõi màn trình diễn của Fury. Đối thủ của vua Gigan là ứng viên lâu năm Dillian Whyte. Đây được đánh giá là một trong những trận boxing lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh. Fury nhỉnh hơn về nhiều mặt nhưng Whyte đủ sức tạo nên bất ngờ. Tay đấm này đến nay mới chỉ phải nhận 2 thất bại trong sự nghiệp trước Anthony Joshua và Alexander Povetkin và đã phục thù thành công sau đó. Còn lại, Whyte vượt qua những cái tên đáng chú ý như Joseph Parker. Một chiến thắng ấn tượng trước Whyte sẽ giúp Fury làm dày thêm di sản tại làng boxing. Dù với vua Gigan, những gì đạt được với quyền Anh là quá đủ với một vận động viên. Tôi không cần phải chứng minh với bất kỳ ai, tôi đã làm những gì mình yêu thích, thế là đủ. Thắng thua hay hòa với trận Whyte, tôi sẽ mang đến một trận đấu hay rồi trở về nhà, chỉ có vậy mà thôi. Fury sở hữu kỹ thuật cùng tốc độ đáng nể, cộng thêm tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc. Thêm vào đó, lợi thế về thể hình giúp vua Gigan không ngại bất kỳ tay đấm hạng nặng nào trong lịch sử. Chuyên gia Kevin Ole thậm chí cho rằng Fury xứng đáng nằm trong top 10 võ sĩ hạng nặng xuất sắc nhất lịch sử, trung âm với Muhammad Ali hay Mike Tyson. Joe Louis được cho là một trong 3 võ sĩ hạng nặng hay nhất, nhưng ông ấy có thể hình thua xa Fury. Câu chuyện tương tự diễn ra với huyền thoại Marciano. Joe Frazier có chiều cao khiêm tốn sẽ không thể tiếp cận Fury để tung ra những cú móc trái chứ danh. Fury có thể gặp vấn đề với những cái tên như Foreman hay Lennox Lewis hay Muhammad Ali. Dù vậy, thể hình cùng với kỹ năng boxing sẽ giúp Fury chơi tốt trước bất kỳ tay đấm hạng nặng nào trong lịch sử. Tất nhiên, việc so sánh Fury với nhà vô địch thi đấu cách đây nửa thế kỷ là điều rất khập khiễng, bởi lẽ boxing hạng nặng không đứng yên và đã phát triển không ngừng trong những năm qua. Nhắc lại câu chuyện về top 10 hạng nặng, Fury có lẽ cần thêm thời gian. Nếu vượt qua Whyte thì Fury sẽ sở hữu thành tích 3-2-0-1 và có thể hướng tới người thắng cặp Oleksandr Usyk và Anthony Joshua. Thắng thêm trận đấu này, Fury sẽ trở thành nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên của hạng nặng ở kỷ nguyên 4 đai, bảo vệ danh hiệu vài lần rồi giải nghệ sẽ là kịch bản hoàn hảo cho Fury khi đó. Tuy nhiên, Gypsy King có thể nghĩ khác. Tay đấm người Anh nhiều lần khẳng định màn so tài với Whyte sẽ là trận đấu trước khi treo găng. Fury chia sẻ, boxing cũng vậy, có hàng triệu tay đấm trẻ sẽ bước lên, tôi không thể chơi boxing mãi mãi. Vladimir Klitschko hay Mike Tyson cũng vậy, ai cũng có thời của mình thôi. Fury khẳng định đã xong kể từ chiến thắng trước Wilder hồi năm ngoái. Dù vậy, Gypsy King vẫn lên đài thêm một lần nữa với Whyte để thỏa mãn niềm đam mê cũng như tri ân người hâm mộ trên toàn thế giới. Việc Fury tiếp tục thi đấu hay không sẽ cần thời gian để trả lời, nhưng với một điều chắc chắn rằng lợi thế trước Whyte sẽ đưa Gypsy King tới gần hơn tới ngôi đền của những huyền thoại, nơi đã có Ali, Foreman hay Frazier. Trong trận đấu thứ 33 trên sàn boxing nhà nghề, nhà vô địch WBC hạng nặng The Gypsy King Tyson Fury sẽ đối đầu tay đấm đồng hương Dillian Whyte tại sân vận động Wembley, thủ đô London của nước Anh. Để có được quyền tổ chức trận đấu thì phía Tyson Fury đã phải bỏ ra số tiền đấu thầu trị giá 41 triệu đô la, lớn nhất trong lịch sử làng quyền Anh thế giới được ghi nhận. Đây cũng được dự đoán là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Tyson Fury, như những gì võ sĩ sinh năm 1988 tuyên bố trước đó với truyền thông. Tyson Fury sẽ giải nghệ sau trận đấu với Dillian Whyte. Giải nghệ là một thông tin Tyson Fury không dưới 2 lần nhấn mạnh trước thềm trận đại chiến. Tay đấm có biệt hiệu là vua Zigan cho biết anh đã đạt được mọi mục tiêu mà một võ sĩ muốn có để hoàn tất sự nghiệp của mình. Tôi đã giành mọi đai vô địch, phá mọi kỷ lục, không ai ở thế hệ của tôi giành đai The Ring, không ai ở thế hệ của tôi trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Tôi sẽ ra khỏi cuộc chơi này hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn bất bại, Tyson Fury tự tin. Fury bắt đầu sự nghiệp boxing nhà nghề năm 20 tuổi, năm 14 tuổi. Tay đấm người Anh đã giành tất cả các danh hiệu danh giá nhất của làng boxing. Anh đánh bại Vladimir Klitschko năm 2015 để mang về 5 chiếc đai vô địch WBA Super, IBF, WBO và IBO và The Ring. Năm 2020, Fury tiếp tục hành trình trở lại ngoạn mục với việc đánh bại Deontay Wilder để trở thành chủ nhân của danh hiệu WBC. Sự kiện võ thuật được mong chờ nhất cuối tuần này là cuộc chạm trán giữa nhà vô địch hạng nặng Tyson Fury bảo vệ danh hiệu trước người giữ đai tạm thời Dillian Whyte. Trận đấu chính thức được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 23 tháng 4 tại sân vận động Wembley, thủ đô London của nước Anh, tức là rạng sáng ngày 24 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Người chiến thắng sẽ là chủ nhân của chức vô địch WBC và The Ring hạng nặng. Hơn 90.000 vé đã bán hết trong 3 giờ. Trận Fury với Whyte có thể phá kỷ lục về khán giả. Đầu tháng 3 vừa qua, đại diện Frank Warren của Tyson Fury đã tiết lộ rằng 85.000 trong tổng số 90.000 vé xem trực tiếp trận đấu đã được bán hết chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Ông bầu người Anh đã nộp đơn lên chính quyền thành phố London đề nghị tăng cường sức chứa của sân vận động Wembley lên 100.000 chỗ ngồi, với tham vọng đạt kỷ lục trận đấu có lượng khán giả trực tiếp cao nhất sau Thế chiến thứ hai. Đó là minh chứng cho sức hút của Tyson Fury lớn tới nhường nào. Hình tượng của cậu ấy có hiệu ứng tốt. Fury thực sự là một nhà vô địch trong lòng khán giả. Và có một thông tin cũng rất đáng thú vị là Tyson Fury có thể sẽ giải nghệ sau trận đấu với Dillian Whyte. Giải nghệ là thông tin mà Tyson Fury không dưới 2 lần đã nhấn mạnh trước thềm trận đại chiến cuối tuần này. Tay đấm có biệt hiệu là vua Zigan cho biết anh đã đạt được mọi mục tiêu mà một võ sĩ muốn có để hoàn tất sự nghiệp. Tôi đã giành mọi đai vô địch, phá mọi kỷ lục. Không ai ở thế hệ của tôi giành đai The Ring, không ai ở thế hệ của tôi trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Tôi sẽ ra khỏi cuộc chơi này hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn bất bại, Tyson Fury tự tin. Fury bắt đầu sự nghiệp boxing nhà nghề năm 20 tuổi. Sau 14 năm thì tay đấm người Anh đã giành tất cả các danh hiệu danh giá nhất của làng boxing. Anh đánh bại Vladimir Klitschko năm 2015 để mang về 5 chức vô địch WBA Super, IBF, WBO, IBO và The Ring. Năm 2020, Fury tiếp tục hành trình trở lại ngoạn mục với việc đánh bại Deontay Wilder để trở thành chủ nhân của danh hiệu WBC. Trước thềm mỗi trận đấu thì Tyson Fury theo thói quen sẽ nói rất nhiều, tuy nhiên bao nhiêu phần trăm trong đó là thật thì chỉ có tay đấm người Anh mới biết mà thôi. Ngay cả chuyện giải nghệ sau trận đấu gặp Whyte sắp tới, điều được Fury nhắc đi nhắc lại trong những ngày vừa qua cũng chưa chắc là chính xác. Ông John, cha của Fury, bật cười khi nghe câu chuyện này và khẳng định chuyện Fury treo găng chỉ là vớ vẩn. Hay như trong trận đấu thứ hai với Deontay Wilder, vua Zigan tuyên bố đã vỡ ra từ màn xoài đầu tiên và khẳng định sẽ thay đổi chiến thuật. Fury cho biết sẽ theo đuổi lối đánh áp đảo và hạ knockout đối thủ. Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của Fury nhằm gây nhiễu cho Wilder. Ai cũng nghĩ rằng Fury sẽ di chuyển tốt hơn, sải tay tốt hơn, sẽ không dại chơi đôi công cùng máy knockout Wilder. Tuy nhiên khi lên đài thì Fury đã làm thật và nó hiệu quả. Fury đã đánh ngã Wilder 2 lần trước khi có được chiến thắng cuối cùng ở hiệp 7. Giờ chỉ khi vài ngày trước khi bước vào một trận đại chiến cuối cùng trong sự nghiệp, bảo vệ đai WBC cùng đối thủ Dillian Whyte, Fury lại gây chú ý trong buổi họp báo hồi tuần trước. Fury khẳng định chơi gôn để tăng lực đòn tay, còn tại buổi tập luyện trước truyền thông vào ngày 19 tháng 4, Fury tuyên bố có thể chuyển sang đánh bằng tay trái. Rõ ràng rất ít lý do để Fury chuyển sang đánh bằng tay trái trước Whyte và bản thân nhà vô địch không cần làm điều đó. Thực tế vua Gigan có rất nhiều lợi thế, đủ sức đánh bại đối thủ mà không cần bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, Fury có con mắt rất tinh tường, có thể nhìn thấy những gì mà phần lớn của chúng ta không thấy được. Có thể Fury tung hỏa mù nhưng cũng có thể là thật. Phải đến khi Fury lên đài, người hâm mộ mới có câu trả lời chính xác nhất. Áp lực giờ lại đè nặng lên vai Whyte. Tay đấm người Anh có lẽ chưa chuẩn bị về việc đối phó với một Fury. Trong trường hợp tâm lý dao động, không loại trừ khả năng Whyte sẽ trở nên rối loạn, tự thay đổi chiến thuật đã đề ra trước đó. Cái hay của Fury là bạn sẽ không thể nắm bắt được vua Gigan. Điều chắc chắn nhất có lẽ là tay đấm người Anh sẽ hát mỗi khi chiến thắng. Cách đây chưa lâu, Fury tuyên bố đã thay đổi phương án tập luyện để tránh sự đơn điệu. Cho đến lúc này, những gì Fury làm trong trại tập vẫn đang hiệu quả. Vài năm trước, một số chuyên gia có thể nghi ngờ về sức mạnh đòn tay của Fury, nhưng khi vua Gigan phá nát chiếc cằm của Wilder, suy nghĩ trên đã không còn nữa. Fury đang chuẩn bị bước vào năm thứ 14 thi đấu chuyên nghiệp và không còn nhiều mục tiêu để hướng tới như chính tay đấm này vừa thừa nhận. Fury hiện được đánh giá là tay đấm hạng nặng số 1 thế giới và giữ đai WBC trong tay. Fury cũng trở nên giàu có, không phải lo chuyện tài chính dù có treo găng vào lúc này. Tuy nhiên Fury vẫn thi đấu bởi đam mê dành cho boxing, thứ mà anh được giới thiệu khi chỉ là một cậu nhóc. Tôi ước mình có thể thi đấu cả ngày, tôi sẽ tận hưởng điều đó. Tôi thích đấm và bị đấm, điều đó thật tuyệt vời. Một số người sẽ hiểu những gì tôi nói, nhưng với đa số những người khác, điều tôi nói có vẻ ngu ngốc. Tôi đơn giản thích việc thi đấu. Tôi không thể mãi thượng đài, nhưng phải thừa nhận tôi rất yêu nó. Có lẽ đây là khoảnh khắc và thời gian duy nhất tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Nói thêm về việc tập luyện thì Fury thường xuyên thay đổi giáo án để tìm sự mới mẻ. Lần này với một gương mặt nghiêm túc, Fury nhắc tới môn golf. Fury chia sẻ rằng, tôi nghĩ golf giúp bản thân cải thiện những cú đòn bằng tay phải. Tôi đặt vai vào vị trí và đưa bóng đi thật xa. Việc đánh trái bóng đi xa khoảng gần 400 m thực sự giúp ích cho bản thân tôi. Tôi cũng thực hiện động tác đó rất nhiều. Tôi có lẽ đánh 100 đến 200 cú đánh mỗi ngày. Chúng tôi cũng làm một số thứ khác để tạo ra sự khác biệt. Nếu có thể đánh được trái bóng đi xa 365 m, Fury nên cân nhắc tới việc chuyển nghề. Tất nhiên đó chỉ là một câu nói mang tính phóng đại của Fury mà thôi. Dù thế nào thì Bozigan vẫn là một trong những tay đấm thú vị nhất làng boxing vào thời điểm hiện tại của thế giới. Cũng vì thế mà 94.000 chỗ ngồi tại sân vận động Wembley vào cuối tuần này sẽ được lấp đầy. Fury là một của hiếm cả trong lẫn ngoài võ đài. Boxing rất cần những người như Fury. Chỉ riêng Whyte thì không đủ. Họp báo Tyson Fury Dillian Whyte, sức nóng đến từ một cái tên bất ngờ. John Fury đã suýt châm ngòi cho một cuộc ẩu đả trong buổi họp báo giữa Tyson Fury và Dillian Whyte. Tối ngày 20 tháng 4, buổi họp báo trước thềm trận tranh đai WBC giữa Tyson Fury và Dillian Whyte đã chính thức được diễn ra sau khi liên tục mất hút. Đây là lần đầu tiên mà Whyte tham gia một sự kiện nhằm quảng bá cho cuộc đấu giữa đôi bên. Tuy nhiên, đôi bên vẫn tỏ ra thân thiện, cho thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Người duy nhất khiến không khí của khán phòng nóng lên chính là ông John, cha của Tyson Fury. Khi cả hai tay đấm bắt tay chuẩn bị cho màn chạm mặt, ông John đã bước ra và nói điều gì đó với Whyte. Tranh cãi lập tức nổ ra nhưng Tyson cùng đội ngũ an ninh đã kịp thời ngăn cản để làm dịu những cái đầu nóng. Ở buổi trả lời phỏng vấn sau đó, Whyte đã lên tiếng chỉ trích cha của Tyson Fury. Ông cho rằng cựu tay đấm 57 tuổi đang cố gắng làm bùng lên một điều gì đó. Chia sẻ về cuộc đối đầu, Whyte khẳng định sẽ không sợ hãi trước đối thủ. Tôi không nói gì không có nghĩa rằng tôi sợ hãi hay trốn tránh. Tôi đang tập luyện cho trận đấu lớn nhất của sự nghiệp. Tyson Fury, cậu ta cũng cần tập trung vào điều đó. Thay vì lãng phí thời gian một cách vô bổ, tôi sẽ không chấp nhận thượng đài nếu nó không xứng đáng. Đơn giản chỉ có vậy. Phía đối diện thì Tyson Fury thừa nhận hiểm họa tới từ Whyte, bất chấp được đánh giá cao hơn ở những màn so tài trước đây. Những cú móc trái của Whyte có thể hạ cả một con bò tót. Cậu ta sở hữu cái tay trái rất lợi hại, có thể KO bất kỳ ai. Cậu ta là một võ sĩ cực kỳ nguy hiểm, không thua kém gì Anthony Joshua hay Oleksandr Usyk. Cậu ta không nên bị xem nhẹ. Sự kiện thể thao được mong chờ nhất vào cuối tuần này, khi các sàn đấu MMA trở nên yên ắng, thì phía boxing lại là cuộc chiến này lửa giữa huyền thoại Tyson Fury và Dillian Whyte để thống nhất chiếc đai WBC hạng nặng, khi mà Whyte đang là nhà vô địch tạm thời, còn Tyson Fury là đương kim vô địch. Fury có thể nói là một trong những nhà vô địch mạnh nhất trong lịch sử hạng nặng quyền Anh thế giới. Phải kể đến 2 lần knockout kỹ thuật Deontay Wilder, thắng điểm huyền thoại Vladimir Klitschko, 2 lần thắng điểm Derek Chisora. Người hâm mộ võ thuật không cần phải bàn thêm về thành tích của Vojigan. Về phía đối thủ Dillian Whyte thì trong trận đấu gần nhất, anh đã đấm gục con quái vật Alexander Povetkin, cũng từng 2 lần vượt qua Derek Chisora và một tay đấm cực mạnh khác là Joseph Parker. Có vẻ như các chỉ số và hiệu quả của Tyson Fury đang cho thấy anh có nhiều lợi thế hơn trong trận đấu này. Tuy nhiên, đừng quên Whyte cũng là một tay đấm trong top đầu hạng nặng quyền Anh nhà nghề thế giới, và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu này dưới sự chứng kiến và xem trực tiếp của hơn 90.000 khán giả tại sân vận Wembley nước Anh. Dillian Whyte nói rằng tôi rất tự tin về việc đánh bại Fury. Dillian Whyte không quan tâm đến suy nghĩ của người khác về khả năng anh có thể soán ngôi Tyson Fury. Tôi không được thừa nhận trong mắt người thân của mình, gia đình và bạn bè, giáo viên ở trường và hàng xóm. Vậy nên một vài gã trên Internet hoặc một vài phóng viên đã chê bai tôi. Không sao cả, đây chẳng phải là điều gì mới mẻ với tôi, Whyte phát biểu trong cuộc họp qua điện thoại. Có lẽ điều mới mẻ với tay đấm 34 tuổi là anh sẽ tham gia một cuộc thượng đài được chứng kiến bởi 94.000 khán giả. Nhưng anh chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ trận đấu. Trước đó, cuộc đàm phán giữa Whyte và Fury đã diễn ra không mấy êm đẹp, dẫn đến việc võ sĩ người Anh gốc Jamaica trốn luôn cuộc họp báo quan trọng vào tháng 3. Trận đấu được chờ đợi từ lâu đang đến gần. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã đấu với những võ sĩ hàng đầu thế giới và vẫn mạo hiểm với vị trí thách đấu của mình. Dù là trận đấu bắt buộc nhưng nó vẫn không diễn ra đúng như dự kiến. Chúng tôi phải thậm chí nhờ đến pháp luật để khiến Fury đấu với tôi. Dù anh ta đã nói sẽ làm điều đó sau khi đánh bại Deontay Wilder và trở thành nhà vô địch. Không may, chúng tôi đã nắm lợi thế ở hội đồng phân xử. Và cuối cùng thì trận đấu này cũng sẽ diễn ra. Hiện tại Whyte mới chỉ thua 2 trận duy nhất trước Anthony Joshua và Alexander Povetkin trong tổng số 30 cuộc thượng đài chuyên nghiệp. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng tay đấm sinh năm 1988 vẫn rất tự tin về màn soi găng đầy thử thách trước mắt. Tôi có vấn đề với đối thủ to con. Đó là trận đấu khó khăn khi chống lại một nhà vô địch bất bại. Nhưng tôi cảm thấy ổn và tôi tin rằng mình có thể thắng anh ta. Tôi rất tự tin về việc đánh bại Tyson Fury. Vậy nên điều đó sẽ rất tốt để khiến một vài người phải ngậm miệng lại. Bất kể xét theo hệ quy chiếu nào thì Dillian Whyte vẫn là một trong những tay đấm hàng đầu tại hạng nặng và sở hữu sự nghiệp không thể xem thường. Sở hữu chiều cao 1m93 và lên đài cùng với mức trọng lượng lên tới 110kg. Whyte sở hữu những đòn tay không thể xem thường. Tay đấm người Mỹ hiện có thành tích 28-2, bao gồm 19 pha KO. Bản thân Whyte cũng phục thù thành công một trong 2 thất bại của mình, đó là trước Alexander Povetkin trong lần thượng đài gần nhất. Cuối tuần này thì Whyte sẽ bỏ túi gần 8 triệu đô la khi chạm trán cùng Tyson Fury tại sân vận động Wembley. Người thắng trong cuộc đối đầu này sẽ sở hữu thành tích vô địch tuyệt đối tại WBC. Fury với chiều cao 2m06 có lợi thế rõ ràng về thể hình. Về khoản tạo sức hút thì Fury cũng vượt trội so với người đồng nghiệp. Tuy nhiên, sự thật rõ ràng là màn so tài vào rạng sáng ngày 24 tháng 4 sẽ không thể lớn đến vậy nếu thiếu đi Whyte. Suốt quãng thời gian dài, Whyte là một trong những cái tên bị né nhiều nhất ở hạng đấu, chấp nhận đấu với Fury. Tay đấm 34 tuổi cũng chấp nhận bỏ túi khoản ăn chia thấp kỷ lục chỉ 20%. Whyte lập tức đưa vụ việc lên tòa trọng tài. Nếu thắng, Whyte có thể nhận được ít nhất 30%. Fury đơn giản là ngôi sao boxing số 1 của Vương quốc Anh vào thời điểm hiện tại. Whyte cũng là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt. Theo dự đoán thì lượng pay-per-view của sự kiện có thể lên tới mức 7 con số và mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho các bên tham gia. Whyte cho biết vị trí của bản thân ở đâu, nhà vô địch WBC tạm thời cho rằng việc Wembley cháy vé hay lượng pay-per-view dự kiến cực khủng không chỉ đến nhờ công của Fury mà thôi. Nghe này hạng nặng không chỉ là sàn diễn của riêng Tyson Fury, Whyte thừa nhận. Mọi người ai cũng nói Tyson Fury thế này, Tyson Fury thế kia. Anh ta thực tế chưa bao giờ bán cháy vé trong các trận đấu với Deontay Wilder. Đó là sự thực. Đây không phải là show diễn của riêng Fury. Trận đấu tới bán hết vé là do tôi và Tyson Fury đấu với nhau đấy. Wilder là một trong những ngôi sao lớn nhưng cũng không thể bán được hết vé. Vì thế đây không phải là show diễn của Fury mà là show diễn của Fury và Whyte. Trước thềm màn so tài giữa đôi bên thì Whyte tỏ ra im lặng và nhường sân khấu cho đối thủ. Whyte đã vắng mặt trong buổi họp báo hồi tháng trước cũng như buổi tập trước truyền thông hôm thứ Ba vừa qua. Nhờ thế thì mọi ánh đèn hướng về phía Fury, người khẳng định sẽ giải nghệ sau khi cuộc đối đầu khép lại. Thực tế, các tay đấm quyền Anh, đặc biệt là những cái tên lớn thường nhắc tới việc giải nghệ nhưng không nhiều người nghỉ hẳn, đúng như bản tuyên bố. Fury có thể là một trong số này. Dù sao sự kiệm lời đã khiến tay đấm này càng để Fury lấn lướt, ít nhất là trước truyền thông, nhưng Whyte vẫn không lo lắng về điều này. Thật khó để vỗ tay chỉ bằng một tay, bạn cần hai tay để làm điều đó. Với nhà cái thì Fury được đánh giá cao hơn hẳn với mức cược là +650 đến từ MGM, con số của Whyte là +450. Bất kỳ ai nói rằng trận tới sẽ dễ dàng với tôi thì họ không biết về Dillian Whyte, Fury thừa nhận. Tôi kỳ vọng sẽ chiến thắng nhưng Whyte là một cái tên không hề dễ chịu. Whyte thừa nhận cũng giống như nhiều cậu thanh niên khác đến với boxing để tránh xa rắc rối cũng như việc đánh lộn, nhưng Whyte là một trong những người hiếm hoi gắn bó với môn thể thao này và được thành công. Trong sự nghiệp thì Whyte từng 2 lần đánh bại Chisora và cũng vượt qua Joseph Parker. 2 trận thua trong sự nghiệp tay đấm sinh năm 88 là trước Anthony Joshua và Povetkin. Thử thách cuối tuần này dành cho Whyte rất lớn. Tay đấm sinh ra tại Jamaica sẽ phải đối đầu với một người khổng lồ sở hữu kỹ năng boxing cùng tốc độ đáng nể. Những năm qua, uy lực trong những đòn đánh của Fury tăng lên nhờ việc cộng tác cùng ông thầy Steve Wack. Whyte có rất nhiều điều phải làm nếu muốn chiến thắng vào cuối tuần này. Tay đấm 34 tuổi sẽ phải giữ khoảng cách, di chuyển liên tục trước khi tỉa các pha ra đòn chính xác. Đôi bên từng tập trung trong quá khứ, nhưng việc này đã diễn ra được gần 1 thập kỷ. Không nên lấy buổi đấu tập này làm thước đo khi cả hai đều tiến bộ rất nhiều. Sau 3 năm chờ đợi thì Whyte cũng có cơ hội bước vào một trận tranh đai tuyệt đối. Dù có thất bại thì Whyte cũng không phải xấu hổ, bởi đơn giản đối thủ trong trận đấu tới của tay đấm này là tay đấm hạng nặng số 1 thế giới. Đó là trận đấu mà bạn phải liên tục điều chỉnh, liên tục thay đổi. Whyte tuyên bố bản thân không có gì để mất trong màn so tài tới đây và chắc chắn khi lên đài, Whyte sẽ chiến hết mình trong trận chiến đấu tầm cỡ lớn nhất sự nghiệp. Bất ngờ với trọng lượng của Tyson Fury trước thềm màn so tài cùng Dillian Whyte. Trong buổi cân trọng lượng thì Tyson Fury chỉ đạt mức 264 pound, nhẹ hơn 13 pound, gần 6 kg so với lần gần nhất thượng đài. Buổi cân trọng lượng trước thềm sự kiện Tyson Fury và Dillian Whyte đã diễn ra ngày 22 tháng 4. Tại đây, nhà vô địch Tyson Fury 120 kg chỉ đạt mốc 264 pound, thấp hơn 13 pound, tức là gần 6 kg so với trận thứ 3 với Deontay Wilder hồi tháng 10 năm 2021. Đây là con số khá bất ngờ. Trước đó thì các chuyên gia dinh dưỡng của Tyson Fury từng bóng gió về việc vua Gigan lên đài cùng Whyte với trọng lượng khủng. Các bạn thật không thể tin nổi, hãy tiến lên nào. Tôi rất hạnh phúc khi có thể trở lại thi đấu trên sân Wembley. Chính các bạn là người giúp trận đấu này thành hiện thực. Xin dành sự tôn trọng cho Dillian Whyte cùng đội ngũ của anh ta. Họ cũng là những người rất chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ mang tới cho các fan một trận đấu thực sự hay. Phía đối diện thì Whyte chạm mốc 115 kg, tức là 254 pound, nhẹ hơn 2,2 kg so với lần thượng đài gần nhất. Bình luận viên của Top Rank cho rằng Whyte đang sở hữu thể trạng tốt bậc nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi không nói gì, không có nghĩa rằng tôi sợ hãi hay trốn tránh. Tôi đang tập luyện cho trận đấu lớn nhất sự nghiệp. Tyson Fury, cậu ta cũng cần tập trung vào điều đó. Thay vì lãng phí thời gian một cách vô bổ, tôi sẽ không chấp nhận thượng đài nếu nó không xứng đáng. Đơn giản chỉ có vậy.